Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cam giảm áp. Cam giảm áp là gì và nó hoạt động ra sao, đóng vai trò như thế nào trong hoạt động của động cơ xe máy. Các bạn có thể quan sát trên động cơ máy dầu khởi động bằng tay quay. Khi khởi động máy, người thao tác phải một tay quay cần nối tạm thời với trục máy, một tay kéo cần giảm áp. Cần giảm áp này nối tới chân của xô bắp xả. Khi kéo cần này, xô bắp xả bị đẩy cơi lên để xi lanh không bị nén khí. Nhờ tác động này mà trục máy quay nhẹ nhàng, không bị phản lực do khí bị nén trong xi lanh. Khi đã quay đủ tốc độ, người điều khiển thả cần giảm áp, cơ cấu lò xo sẽ trả cần về vị trí cũ. Xô bắp xả không bị cơi, trở về vị trí hoạt động bình thường. Bánh đà của máy lúc này đã đủ quán tính để tạo áp suất nén giúp động cơ khởi động. Nếu không có cần giảm áp, việc khởi động máy bằng tay quay gần như không thể thực hiện được. Trên động cơ xe máy đời cũ, không có cam giảm áp khi khởi động máy bằng cần đạp. Thường ta phải đạp với lực mạnh để thắng phản lực do áp suất nén của hòa khí trong xi lanh. Motor đề cũng phải mạnh, đi kèm với ắc quy có dung lượng cao. Vì mỗi lần đề máy tiêu tốn năng lượng nhiều, cùng với đó là tiếng đề máy sẽ lớn gây khó chịu. Cam giảm áp hoạt động như cần gạt giảm áp trên máy dầu khi khởi động, nhưng chúng ta không phải kéo bằng tay mà nó hoạt động hoàn toàn tự động. Trên trục cam, bên cạnh gối cam của xô bắp xả, người ta bố trí một vòng bi một chiều. Trên vòng bi có một gờ định vị. Vị trí tiếp giáp với gối cam điều khiển xô bắp xả có một phần nhô ra. Viền tròn nhô ra của vòng bi này có một đoạn cao hơn mặt bằng của thân cam nơi không có gối cam. Đoạn cao hơn này vừa đủ để khi tiếp xúc cò mổ sẽ làm cơi xô bắp xả một chút, đủ để khí trong xi lanh thoát ra ngoài, không gây áp suất nén. Khi máy nổ, trục cam quay thì vòng bi này không bị kéo quay theo. Đây là chiều trơn của vòng bi. Gờ định vị tới vị trí chốt chặn thì bị giữ lại ở đó. Chốt chặn có hai khoen để gắn vào hai trục của cò mổ để cố định. Khi ta tắt máy, điện không còn cung cấp cho buji đánh lửa, nên khi piston đi lên nén hòa khí thì bị áp lực của hòa khí đẩy ngược về. Trục máy lúc này bị đẩy quay ngược, làm trục cam quay ngược theo. Đây là chiều nối cứng chuyển động với vòng bi, làm vòng bi quay theo trục cam. Phần gờ nhô lên ở cạnh vòng bi được bố trí chính xác để khi vòng bi vừa quay ngược một chút thì gờ này đội cò mổ xô bắp xả lên. Do vậy mà xô bắp xả hở ra để xả khí trong buồng đốt. Vậy là khi ta tắt máy thì trong buồng đốt lúc nào cũng không có áp suất khí nén. Ở lần tiếp theo, khi ta đạp hay đề máy, do không có áp suất nén trong buồng đốt nên ở một hoặc hai vòng quay đầu, trục máy quay rất nhẹ. Nhờ vậy mà ta rất dễ tạo tốc độ quay nhanh cho trục máy. Những vòng quay tiếp theo trong giai đoạn khởi động thì nhờ moment quán tính của bánh đà kết hợp với tốc độ quay có được ở một hai vòng quay đầu mà trục máy lướt qua áp suất nén của piston dễ dàng. Vậy là với một kết cấu đơn giản, cách bố trí thông minh mà động cơ được khởi động nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trên các dòng xe khác nhau, bố trí cam giảm áp có thể khác nhau. Ví dụ cam giảm áp của máy xe Exciter thì lại hoạt động dựa vào lực ly tâm. Khi máy nổ, cam quay nhanh, miếng tạ văng ra ép vào vành gắn liền với bánh răng cam, làm cho trục nối với má cam điều khiển xô bắp xả xoay về phía được mài bằng. Còn khi tắt máy, trục cam quay chậm lại thì miếng tạ được lò xo kéo vô làm xoay trục nối lên phần gờ cao. Gờ này làm cơi xô bắp xả để giảm áp trong buồng đốt, chuẩn bị cho lần đề máy tiếp theo. Chính nhờ cam giảm áp mà điện năng tiêu tốn cho mỗi lần đề máy giảm nhiều, tiếng đề máy cũng êm hơn. Đây là một trong những lý do mà ắc quy của các xe có cam giảm áp thường có dung lượng là số ampere nhỏ, kích thước cũng nhỏ theo. Như trường hợp xe Winner 150 đời đầu, do không được bố trí cam giảm áp nên ắc quy xe phải là loại dung lượng lớn. Kèm theo đó là vẫn giữ dò đạp khởi động để phòng tình trạng hết điện ắc quy do tiêu tốn năng lượng nhiều cho việc đề nổ xe. Và cũng vì không có cam giảm áp nên dò đạp của Winner 150 cũng rất nặng, phải dùng sức nhiều mới có thể khởi động xe được.
Trên xe Winner X đã có những cải tiến ắc quy nhỏ gọn hơn, dung lượng nhỏ. Bỏ luôn trang bị dò đạp. Lý do là dòng xe này đã có trang bị cam giảm áp. Trên các xe sử dụng đề từ và idling stop thì cam giảm áp đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhờ có cam giảm áp mà đề từ mới có thể đề máy một cách nhẹ nhàng và có thể đề được nhiều lần khi chế độ idling stop hoạt động. Thực tế cho thấy nếu cam giảm áp bị trục trặc thì hệ thống đề từ của xe rất khó làm cho máy nổ. Nguyên nhân là lực phát động của đề từ yếu hơn so với đề dùng chổi thang. Đề từ chủ yếu nhờ vào quán tính tạo được ở một hai vòng quay đầu để làm máy nổ. Vừa rồi là những chia sẻ của Bình về hoạt động cũng như công dụng của cam giảm áp trên xe máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.